đình. Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Tình yêu hôn nhân gia đình của Đài Phát thanh Bình Dương. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Noel 24 tháng 12. Đây là một ngày thật đặc biệt không chỉ dành riêng cho tín đồ Thiên Chúa Giáo mà còn là lễ hội dành cho mọi người trên toàn thế giới. Tinh thần chủ đạo của ngày Noel là hòa bình và yêu thương. Khi nói đến yêu thương thì không thể không nhắc đến tình yêu thương dành cho những người thân trong gia đình. Tuy nhiên, có rất nhiều nguyên nhân khiến cho tình yêu thương và sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình bị giảm sút. Như Đại thi hào Nguyễn Du đã viết, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nếu ai đó còn đeo mang muộn phiền giận hờn, thì dù ngày lễ Noel không khí có rộn rã tưng bừng đến mấy, cũng không thể có được niềm vui. Thiết nghĩ, chủ động xóa bỏ lỗi lầm ưu phiền dằn dỗi đã qua để tự tin lạc quan đón nhận những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai là điều nên làm. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ Nguyễn Hồng Khắc Hiếu, giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh xung quanh vấn đề loại bỏ ưu phiền, đón nhận niềm vui. Vâng ạ, lời đầu tiên thì cho phép tôi cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã dành thời gian tham gia với chương trình. Thưa với anh, hôm nay là ngày 24 tháng 12, một ngày thật là đặc biệt, không chỉ dành riêng cho những người theo đạo Thiên Chúa mà là một cái lễ hội dành cho tất cả mọi người. Tôi không biết là cảm xúc của anh trong cái ngày này như thế nào ạ? Chị Ánh Ngọc và quý vị khán giả thân mến, thực ra trong ngày này thì cái cảm xúc háo hức nó cũng đã diễn ra từ trước đây mấy ngày rồi. Các Hiếu cũng đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay sẽ đi đâu, sẽ đến những nơi nào và sẽ gặp gỡ những người nào. Và thực sự rằng hôm nay là một ngày lễ hội mà các Hiếu dành riêng cho bản thân của mình. Và cái không khí ngày hôm nay thì tự nhiên nó cũng giống như là ngày Tết vậy. Và chúng ta cảm thấy rằng nó rất là thoải mái và hoàn toàn không âu lo, rất là thông dong. Và thật sự đây là một ngày để cho bản thân mình buông xả tất cả những gì mà mình đã gánh nặng, âu lo, thắc mắc trong khoảng thời gian vừa qua để mà chúng ta có một cuộc sống thật sự là vui vẻ và nhẹ nhàng hơn. Thưa với anh ạ, mùa Noel và sắp tới nữa là Tết Dương Lịch là những cái lễ hội. Nhưng mà Đại thi hào Nguyễn Du đã có một cái câu là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Một năm vừa qua chắc hẳn nhiều người cũng có những cái nỗi buồn, có những điều không hay, không vui trong lòng. Vậy thì anh nói như thế nào trong cái trường hợp mà người ta cứ đeo mang những cái điều mà không vui trong cái năm, khi mà Giáng sinh rồi Tết Dương Lịch nó cũng đã sắp tới? Thực ra người buồn cảnh có vui đâu bao giờ thì điều đó cũng đúng. Tuy nhiên, thực ra tâm trạng buồn là do chính bản thân của chúng ta điều khiển. Và nếu như chúng ta lật ngược lại, nếu như người mà chúng ta tự cho mình vui thì điều đó rằng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rằng cảnh đẹp sẽ rất là vui. Một năm đã gần qua đi rồi và những gì chúng ta cần cho qua thì hãy cho qua. Những gì cần giữ lại thì chúng ta hãy giữ lại. Có những thứ trên cuộc đời này thì có thể không hoàn toàn theo ý muốn của chúng ta. Chúng ta cứ tưởng tượng một bàn phím trên cây đàn thì nó còn có phím trắng và phím đen. Một bản nhạc thì nó có nốt trầm và nốt bổng. Và nếu như cuộc sống của chúng ta chỉ toàn là những nốt bổng mà thôi, nếu như cây đàn chỉ toàn có những phím trắng mà thôi, thì cuộc sống sẽ rất là tẻ nhạt và vô vị. Và thay vì chúng ta đau khổ về quá khứ đã qua, tại sao chúng ta không xem đó như một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình? Chẳng hạn như nếu chúng ta thất bại trong tình yêu năm vừa qua, chúng ta hãy xem đó như là một cái trải nghiệm mà chúng ta đã cảm nhận được và không phải ai cũng có thể trải qua được cảm giác đó. Và thất tình thì nó có gì thú vị? Và thực ra thì việc đó cũng đã xảy ra trong quá khứ rồi, và bây giờ chúng ta đã bước qua năm mới thì chúng ta hãy tìm kiếm cho mình những niềm vui mới. Thì những cánh cửa nào đó nó đã đóng lại rồi thì chúng ta hãy tìm những cánh cửa khác thì chúng ta mở ra. Cứ đứng mãi trước một cánh cửa đóng im thì cánh cửa đó cũng chẳng mở ra cho chúng ta được. Hoặc là nếu chúng ta có một chút thất bại trong cái việc mà làm ăn chẳng hạn, thì chúng ta hãy xem 50 triệu đó chúng ta đã mất như là một cái học phí chúng ta phải trả trong cuộc đời. Và trong trường học, chúng ta đi học cũng phải đóng học phí và bước ra đời. Thì để có những bài học thì chúng ta cũng cần sẽ phải đóng những học phí như thế. Mà sau lần thất bại ấy, chúng ta đã rút ra được một bài học kinh nghiệm đắt giá để lần sau không mất 50 triệu khác, không mất 100, 200, 300 triệu khác.
Và như vậy thì thực ra đó cũng chỉ là một cái bài học để giúp cho chúng ta thông minh hơn và trưởng thành hơn mà thôi. Trên đời này thực ra cũng không có gì gọi là bế tắc cả, chỉ có mình nghĩ mình bế tắc mà thôi. Và nỗi buồn cũng thế đấy, trên đời này thì nếu như so sánh trong cả quãng dài của cả cuộc đời thì cái việc sự việc xảy ra trong quá khứ nó cũng chỉ là một việc rất là cỏn con trong mấy chục năm đời người mà thôi. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái ly nó nhỏ mà chúng ta thả một viên đá vào trong ly ấy thì viên đá sẽ rất là chật chội và làm nước bắn tung tóe. Nhưng như chúng ta tưởng tượng rằng cuộc đời chúng ta không phải là một cái ly chật hẹp, mà cuộc đời chúng ta chính là biển, chúng ta so sánh theo chiều dài của cả cuộc đời, thì cái sự việc xảy ra một viên đá đó cũng chỉ là một cái việc rất nhỏ trong cả cuộc đời mà thôi. Cho nên những nỗi buồn đã qua thì chúng ta cứ xem đó như một trải nghiệm thú vị trong cuộc đời của mình. Và mục đích người ta sống là để làm gì? Sống là để hạnh phúc. Mà sống là để hạnh phúc thì phải tìm ra hạnh phúc, chứ không phải tìm ra nỗi khổ để giữ lại cho riêng mình. Và như vậy gánh nặng là do chúng ta tự mang, và quẳng gánh nặng đó đi thì cũng phải do chúng ta tự làm. Dạ, tôi rất thích cái ý tưởng của anh, đó là tự tạo cho mình niềm vui. Có nghĩa là niềm vui không từ bên ngoài, không ai khác trao tặng cho chúng ta, mà mỗi người chúng ta tự tìm kiếm cái niềm vui. Hành trình đó như thế nào? Thực ra niềm vui đó chính là cảm xúc. Mà cảm xúc thì nó bắt đầu từ chính những suy nghĩ. Chẳng hạn như Khách Hiếu đi ra đường, Khách Hiếu thấy một cái người bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Tiếp xúc với bạn ấy, Khách Hiếu thấy bạn ấy là một người khá là đàng hoàng và tử tế. Thì chính những cái suy nghĩ, những nhận thức đó dẫn đến cảm xúc là Khách Hiếu sẽ thích. Và từ cái thích đó dẫn đến động lực là Khách Hiếu sẽ vun đắp mối quan hệ ấy. Hoặc nếu như Khách Hiếu bị một cái con điểm kém, Khách Hiếu nghĩ rằng con điểm kém này là thể hiện rằng mình là người quá tồi tệ, mình thua kém mọi người. Và chính con điểm kém này thể hiện rằng mình là một con người vô dụng, chẳng có tích sự gì cả, chỉ có làm bài mà còn làm không xong. Thì chính những suy nghĩ đó dẫn đến cảm xúc là Khách Hiếu sẽ thất vọng về bản thân của mình, thất vọng và chán về cuộc đời này, sợ đối diện với cha mẹ, sợ đối diện với thầy cô. Và dẫn đến hành động đó chính là chúng ta trốn tránh, hoặc chúng ta thậm chí là không muốn tiếp tục cái cuộc sống của mình. Như vậy thì suy nghĩ sẽ dẫn đến cảm xúc, và cảm xúc sẽ tạo ra hành động. Thì niềm vui chính là cảm xúc, và nó được bắt nguồn từ trong những suy nghĩ của mình mà thôi. Chẳng hạn như mình đi trên đường mình bị quẹt xe chẳng hạn, sự việc đó rất là đáng để mình buồn bực. Rồi mình cứ suy nghĩ về cái câu chửi của cái người trên đường, đi đường mà không thấy đường à, mắt để lưng quần à. Mình thấy là chúng ta cảm thấy rằng rất là nặng nề, tại sao trên đời lại có một người mà bất lịch sự như vậy, đã đi sai mà còn lại mắng chửi mình. Chúng ta cứ nghĩ về ông ấy như thế thì chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề và buồn. Nhưng ngược lại chúng ta nghĩ khác đi, mừng quá chúng ta chỉ bị trầy chân thôi, mà chúng ta đã không bị té xuống đường, chúng ta dễ tành đạch trên đường, chúng ta không bị một chiếc xe tải nào đó chạy tới đến. Và như vậy ôi thật là may mắn. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng nhẹ nhàng hơn. Hoặc là chúng ta nghĩ rằng thật là may mắn, bởi vì người đàn ông bất lịch sự ấy không phải là chồng của mình. Một suy nghĩ vui vui như vậy thôi, nhưng thực ra chúng ta cũng cảm thấy rằng đó cũng là điều để giúp cho bản thân của mình cảm thấy nhẹ nhàng và được động viên hơn. Cho nên thực ra cảm xúc là bắt nguồn từ chính những suy nghĩ chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ rằng sự việc đó là nặng nề thì chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề. Chúng ta thấy sự việc đó nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. Có một bài tập mà một giáo sư ở tại nước ngoài đã thực hiện với các cậu sinh viên của mình, là vị giáo sư ấy đưa ra nguyên một tờ giấy trắng và một cái vết mực đen trên ấy. Thì ông giáo sư mới hỏi rằng các cậu thấy gì đây? Mọi người ai cũng chỉ nhìn thấy rằng đó là một vết mực, một chấm đen, một cái lỗ hổng, một cái vết máu, một vết mủ vân vân. Tức là ai cũng nhìn thấy vết bẩn và vết đen cả, nhưng chẳng ai nhìn thấy phần trắng còn lại hết. Như vậy khi chúng ta gặp một sự cố nào đó, chúng ta cứ chăm chăm vào trong cái phần đen của mình mà thôi, và chúng ta chẳng nhìn thấy phần trắng của mình còn lại. Chúng ta cứ hỏi mình đã mất gì, mà chúng ta chẳng tự hỏi mình vẫn còn gì. Và như vậy thì cảm xúc hạnh phúc trong bản thân của mình là do chính những suy nghĩ của mình tạo nên. Cho nên đối với sự việc đã qua, bạn hãy nhìn về phía ngược lại. Thì khi nhìn về phía ngược lại, bạn sẽ thấy cái chiều ngược lại, thấy những gì mình vẫn còn, thấy mặt sáng của nó. Và nếu nhìn vào bóng đêm, chúng ta chỉ thấy bóng đêm, nhưng hướng về mặt trời, chúng ta sẽ thấy ánh sáng. Tôi cũng đồng ý với anh là khi chúng ta có suy nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ có cảm xúc tích cực và niềm vui nó sẽ tự nhiên đến. Tuy nhiên ở con người thì cảm xúc nó cũng trồi sụt lắm ạ, lúc này lúc khác. Khi chúng ta nói đến một cái năm mới thì tôi nghĩ rằng cũng cần phải tạo cho mình một cái sự hứng khởi. Nếu như cơ thể con người cần các chất dinh dưỡng để mà có thể sống khỏe mạnh thì cái đời sống tinh thần của con người cũng cần những cái vitamin để mà mình thêm năng lượng. Cụ thể chúng ta sẽ tìm kiếm những điều đó ở đâu ạ? Đúng rồi. Nếu như chúng ta muốn khỏe mạnh, chúng ta phải ăn thức ăn dinh dưỡng.
Và chúng ta muốn cuộc sống của mình hạnh phúc và có niềm vui, chúng ta cũng phải tìm đến những niềm vui. Vì cảm xúc nó cũng không chỉ đến từ suy nghĩ mà nó còn đến từ những sự việc xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Và chẳng hạn khi bạn buồn thì bạn có thể tìm đến những người lạc quan, những người bạn có thể sẵn sàng chia sẻ và họ có những suy nghĩ tích cực, thì chính sự lạc quan của họ sẽ lan truyền đến trái tim của bạn. Hoặc là bây giờ chúng ta thấy gia đình của mình buồn tẻ, thì chúng ta có thể tự tạo cái gì đó trong gia đình. Ví dụ như ngày Tết chúng ta có thể tự mua về một cái nồi thật to, rồi cùng rủ ra gia đình ngồi cùng gói bánh chưng, cùng gói bánh tét với nhau. Đó chính là chúng ta đang tự tạo niềm vui. Hoặc là chúng ta dắt cả gia đình đi xem phim, dắt cả gia đình đi ăn ở bên ngoài, rồi cùng chụp ảnh cho nhau, rồi post lên Facebook của mình chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta đang tự tạo niềm vui cho chính bản thân của mình. Hoặc là bây giờ chúng ta u sầu quá, chúng ta ở nhà, chúng ta đóng cửa, rồi chúng ta tự gặm nhấm nỗi buồn của mình. Thì như vậy thì chúng ta cũng không có dùng cái thức ăn dinh dưỡng cho tâm hồn. Như vậy thay vì chúng ta đóng cửa thì chúng ta có thể đến nhà sách đọc một cái quyển sách về quà tặng của cuộc sống. Chúng ta có thể mở tivi xem một cái bộ phim tình cảm vui vui. Chúng ta có thể bước ra đường gặp gỡ bạn bè. Chúng ta có thể chăm sóc cho gia đình và dắt em nhỏ hoặc là dắt con của chúng ta đi du lịch đâu đó. Chúng ta có thể hâm nóng tình yêu, hấp hôn với người bạn đời của mình. Hai người cùng nắm tay nhau đi đến những cái kỷ niệm ngày xưa, hoặc là cùng đi đến một cái nơi chốn nào đó mà hai người cùng thật thông dong, thông thả. Như vậy thực ra chúng ta cũng cần những vitamin cho tâm hồn, và những vitamin đó là những hoạt động sống vui vẻ, những hoạt động sống mà chúng ta yêu thích, và chúng ta hãy tự tạo nó để thêm nêm nếm gia vị vào trong cái dĩa thức ăn cuộc sống của mình, để chúng ta thấy rằng cuộc sống của này nó có rất nhiều mùi vị khác nhau. Lý thuyết thì có thể nói là chúng ta có thể chia sẻ được với quý thính giả nghe đài, nhưng mà để từ lý thuyết đến hành động thì tôi nghĩ rằng nó cũng cần một cái động lực, sự thúc đẩy. Chúng tôi sẽ tìm kiếm điều đó ở đâu ạ? Thật ra tất cả những điều chúng ta biết đều là lý thuyết cả. Tuy nhiên cái sự khác biệt giữa một người vui vẻ và một người không vui vẻ đó chính là gì? Người lạc quan thì họ nhìn thấy được một ý tưởng, họ nghe được một bài học, họ thấy được một thông điệp và họ bắt đầu ứng dụng nó vào trong cuộc sống. Họ nghĩ, tưởng tượng đến cái kết quả mà họ sẽ nhận được. Thì như vậy, cái kết quả mà họ sẽ nhận được đó, cái niềm vui họ hình dung trong đầu đó sẽ là động lực thúc đẩy họ hành động. Còn đối với người bi quan thì sao? Họ nghe một cái ý tưởng hay, họ thấy được một cái ánh sáng, họ biết được một cái phương án có thể khiến cho mình vui hơn. Nhưng lập tức trong đầu của họ sẽ hình thành suy nghĩ là gì? Ồ, cái này chỉ là lý thuyết thôi, chẳng làm được đâu. Ồ, cái này khó làm lắm, cái này chắc cũng chẳng hiệu quả gì mấy đâu. Và họ tự ám thị chính bản thân của mình rằng họ sẽ không làm được. Và như vậy đó chính là sự khác biệt giữa những người lạc quan và những người bi quan. Người bi quan thì họ không hành động, mà không hành động thì chắc chắn 100% là thất bại rồi. Yeah. Còn người bi quan thì họ vẫn hành động và họ có 50% thất bại và 50% thành công. Và như vậy thì tại sao chúng ta lại không hành động mà hãy hình dung, tưởng tượng ra kết quả mà mình sẽ đạt được? Thì lúc đó nó sẽ là động lực để mà mình thực hiện nhiều hơn. Và trên đời này cái khó làm chủ nhất đó chính là làm chủ suy nghĩ, làm chủ cảm xúc của bản thân mình. Và như vậy đây cũng là thêm như một bài tập để chúng ta tự làm chủ bản thân của mình đi. Đừng nghĩ rằng điều đó là khó làm. Cái điều gì mà càng khó làm mà chúng ta càng làm được thì điều đó sẽ càng mang đến cho chúng ta hạnh phúc. Vâng ạ, một lần nữa thì cho phép tôi được cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đã dành thời gian tham gia với chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, xung quanh vấn đề loại bỏ ưu phiền, đón nhận niềm vui.